gia đình là nơi tuyệt vời và thoải mái nhất. Nhưng chúng ta hãy nhớ có ý thức giữ gìn không gian trong nhà nhé. Chúng ta hãy chủ động dọn dẹp căn phòng của mình hoặc đồ chơi sau khi chơi xong để ngôi nhà luôn sạch sẽ. Chứ đừng ồn ào trong những giờ nghỉ ngơi để ông bà hoặc bố mẹ có thể nghỉ ngơi thoải mái nhé. Đừng tự ý nghịch phá đời của người khác, dù đó là những người thân của mình, vì có thể mình sẽ gây rắc rối cho những người thân đấy. Nhớ giữ gìn không gian sinh hoạt chung của gia đình và luôn vui vẻ, gần gũi với ông bà, cha mẹ nhé.